Chào các cậu nha, bây giờ các cậu sẽ được xem một màn trình diễn đến từ siêu ảo thuật gia Sam. Để với trò đầu tiên, tớ cần một tình nguyện viên nhá. Siêu cho một lá bài rồi ghi nhớ đi nào. Được rồi. Ok, xong. Tiếp theo là gì đấy? Tớ sẽ đoán lá bài của cậu. Chắc chắn nó là 4 tép. Và cậu đã đúng. Trò đó hay đấy. Tớ thử có được không? Để tớ xem cái này nào. Ấy. Hả? Semi, nhưng tất cả các lá bài ở đây giống nhau mà. Cùng chuyển qua trò tiếp theo thôi. Và bây giờ, thưa quý khán giả, tôi sẽ biến ra một đồng xu. Chứ, nhắm mắt lại và đừng tí hí đấy nhá. Được rồi, nhưng để làm gì thế? Tớ cần phải giữ đồng xu. Ý tớ là cậu đâu thể nhìn một trò ảo thuật đang được sắp đặt chứ. Cậu cũng có thể lấy một con thỏ ra từ cái mũ chứ. Chả gần như là thế. Tớ chỉ cần một đây là hộp phép thuật của tớ. Tớ sẽ lấy một con thỏ ra từ đó nhá. Xem mình trông nó hơi đơn giản quá. Cậu không có chiếc hộp phép thuật đặc biệt nào hả? Không, và tớ cũng không biết phải tìm ở đâu nữa. Thế thì làm cùng nhau thôi. Bọn mình là thợ thủ công mà. Chào các cậu, hôm nay bọn mình sẽ làm một chiếc hộp phép thuật cho Sammy nha. Cậu ấy sẽ có thể lấy nhiều hơn là một con thỏ ra khỏi đó đấy. Cậu ấy có thể giấu rất nhiều thứ ở trong đấy mà. Siêu siêu, tôi biết rồi. Tôi muốn một cái hộp như này với một cái đèn nền nữa. Một chiếc hộp được chiếu sáng cũng hay đấy, nhưng mình sẽ làm thứ khác. Trước tiên mình sẽ cần các mảnh nha. Xuất sắc, dễ ợt như mọi khi. 1, 2, 3. Nhìn nè, siêu ơi, nhìn xem tớ làm được gì nè. Cậu thích nó không nào? Tớ có ý hay hơn nè. Tớ sẽ không làm một túp lều đâu, tớ sẽ dán các miếng lại với nhau. Chưa xem chiếc mũ phép thuật của tớ này, sẽ lấy được con thỏ đó ngay thôi. Hay là để sau đi, tớ đã làm phần đáy hộp, chỗ cậu sẽ chứa mọi thứ rồi đấy. Mình chỉ cần làm một cái nắp là có thể bắt đầu làm phần bề mặt được rồi. Trong tiếng reo hò của các bạn, tớ đang lấy ra... một mảnh giấy á. Trò đó hay đấy. Và tờ giấy chắc chắn sẽ có ích thôi, nên là đi lấy thêm ít nữa đi nào. Giờ tớ sẽ kiểm tra... cái nắp và phần chính của chiếc hộp vừa khít với nhau luôn này. Giấy có tác dụng rồi, đấy là một ảo thuật giả vĩ đại. Hôm nay cậu tuyệt nhất rồi, tớ không biết bí quyết của cậu là gì nhưng nó có ích đấy. Chứ cậu không biết là tớ đã phải đánh đổi gì đâu. Công sức của cậu sẽ được đền đáp mà, cứ bình tĩnh trong khi tớ đang gắn keo như này nha. Đây là một trò khác với giấy đây, tớ sẽ biến hình tớ thành vô hình nha. Thế chúng ta có giống tớ hay không nào? Xin lỗi nha Sammy, nhưng trò này chỉ có tác dụng với đồ vật vô tri thôi. Đừng buồn mà, có khi cậu có thể kiểm tra năng lực phù thủy của mình trên thứ khác mà. Chả đương nhiên rồi, ta sẽ lấy một quả cầu ma thuật và làm cho nó mạnh hơn nha. Nghe có vẻ là một ý hay đấy. Và chính xác thì quả cầu ma thuật sẽ làm gì nhở? Tớ cũng chưa quyết nữa. Có khi nó lại đoán trước được tương lai á. Trái đất đến Sammy, cho ta xem kết quả của cậu được không? Ta muốn nhìn nó gần hơn á. Không, cậu không thể nhìn được. Chỉ có phù thủy thực thụ mới có thể nhìn được quả cầu ma thuật thôi. Cậu Sammy đi mà, ta sẽ không nói cho ai là tớ đã nhìn nó đâu. Tớ cũng biết chút phép thuật mà. Thấy chứ, nên bản thân tớ cũng là phù thủy đó chứ. Thế thì ok, nó vẫn chưa sẵn sàng đâu đây. Tớ sẽ chuyển năng lượng vào nó sau nha. Và mình sẽ làm việc với bột đánh bóng nha. Có nó thì chiếc hộp trông sẽ giống gỗ hơn đấy. Trông nó hơi giống kiểu sô-cô-la, nhưng rõ ràng là nó không ngon lắm rồi. Sammy, tớ sẽ không bao giờ dùng sô-cô-la để làm thủ công đâu. Bột đánh bóng tốt hơn nhiều mà. Thế thì được, và tớ sẽ làm mọi thứ khô nhanh hơn đây. Đối với cái này, tớ cũng có con át chủ bài trong tay rồi. Rồi cậu sẽ thấy. Người hâm mộ của tớ sẽ đối mặt tốt với nhiệm vụ này cậu thôi. Chắc chắn chứ, tớ làm mọi thứ khô hết rồi đấy. Tuyệt vời, cái hộp cũng xong rồi đấy. Tớ trốn trong đấy được không? Chưa được đâu, tốt hơn là chuyển sang trang trí đã. Ok. Trước tiên, miết bề mặt một chút cho nó mượt hơn nha. Miếng bọt biển này đúng là lạ mà. Vì phải lấy do mà tớ không điều khiển được nó. Vì sao chứ? Nó đâu phải để lướt. Đây là miếng bọt biển đặc biệt để mai mà. Giờ mình cần phải ghép hai phần của cái hộp này lại với nhau bằng một cách nào đó. Siêu như này, tớ lấy cái này tớ cho anh Roger đấy. Cậu nghĩ sao nào? Tớ nghĩ là nó hợp hoàn hảo với cái này đấy. Cảm ơn nhé Sammy. Nhưng cậu biết đấy, cậu nên hỏi anh Roger trước khi lấy mấy cái này chứ. Chà xem nào. Giờ thì nó mở và đóng dễ dàng rồi. Tớ cần phải kiểm tra một thứ. Bay đi nào quả cầu và quay lại đi. Thôi xem nhưng nó có phải boomerang đâu. Tớ mong là ở đây không có gì đổ vỡ. Chắc chắn là mình phải kiểm tra cái đó rồi. Quả cầu ơi, để tớ đây. Trong khi Sammy đang bận, tớ đã gắn chân vào cái hộp rồi. Này, tớ đã chịu tập đồ thủ công rồi đấy. Sammy mang khuôn đồ trang trí ra đây nào. Tớ chỉ tìm thấy mấy cái này thôi. Liệu có vừa không nhá? Chà đương nhiên rồi. Xem này, đồ trang trí đầu tiên sẽ xong chỉ trong nháy mắt thôi. Siêu trông tuyệt quá đi. Mấy cái khuôn hay thực sự đó. Nhìn xem cuối cùng nó đẹp thế nào nè. Lại được chỉ bị đá ba, chứ còn cái tay cầm này thì sao? Phải ha, sẽ tiện hơn nhiều nếu có nó đó. Và nó còn hợp với phong cách nữa. Tớ thích kết quả đấy. Sammy, tớ đang bắt đầu nghĩ là tớ sẽ giữ chiếc hộp này cho riêng mình đấy. Đặc biệt là với đồ trang trí như vậy, mình cần thêm những cái như thế nữa. Của cậu đây, nhưng nó sẽ là hộp của tớ đấy. Tớ là ảo thuật gia và tớ cần nó.
Oh, cảm giác như hộp được tạo ra bởi những nàng tiên vậy. Có hoa và lá ở đây đẹp quá nè. Và tớ thực sự thích thiên thần dễ thương này nữa. Chú trang trí thêm đi, chỗ này sẽ còn đẹp hơn đây. Wow. Các cậu có thích phần trang trí của bọn tớ không nào? Nếu có thì ủng hộ bọn tớ bằng cách like nhá. Tớ có ý này, mình viết tên cậu lên hộp, nhưng tớ sẽ là người dùng nha. Oh, tớ thích thế đấy. Có khi mình sẽ trở thành bộ đôi phép thuật đấy chứ. Một thao tác nhỏ nữa là xong rồi. Và tớ sẽ thêm một chút phép thuật nha. Bí bí đi bơ bí đi. Này, cái gì đây? Wow, nhìn xem phép thuật của cậu biểu hiện như nào này. Cậu biến ra được một khuôn tô rồi nè. Cùng thêm vài hoa văn lên phần ngoài của chiếc hộp nào. Như thế chúng nó sẽ thú vị hơn đó. Wow, tớ rất thích kết quả cuối cùng nha. Và thêm đồ trang trí sẽ chỉ củng cố cho vẻ đẹp của nó thôi. Tớ thích đấy. Giờ mình cần làm khô chúng một chút nữa. Tớ mong là có tác dụng. Tất cả đạo cụ của mình đều đặc biệt mà. Và đã đến lúc để mình chuyển sang tô màu rồi. Mình đã đến bước cuối cùng, thêm màu cho chiếc hộp rồi đó. Cùng bắt đầu với đáy nha. Vì chỉ mỗi một đánh bóng thì không đủ cho lần này á. Nhưng Su ơi, tôi không muốn một chiếc hộp màu đen đâu. Sao tôi lại không được chọn màu khác chứ? Đừng lo mà Sammy, đây chỉ là màu nền thôi. Cậu có thể chọn những màu còn lại bây giờ nè. Chứ, cậu làm tớ sợ đấy. Tớ muốn ba cái kia kìa, chúng hợp lắm á. Tớ sẽ tô bằng chiếc cọ bọt biển này. Nó sẽ mang lại hiệu ứng tuyệt vời đó. À, tớ thích màu này đấy, vừa xinh với tớ luôn. Tớ thì không nghi ngờ gì về việc đấy rồi. Một slime màu hồng sáng nên có mọi thứ màu hồng sáng mà. Nhưng chỉ một màu thôi thì không đủ đâu. Mình sẽ thêm ít sắc tím để tăng hiệu ứng nữa. Siêu gì, tớ nhìn thấy tương lai của cậu này. Và nó chìm trong màu hồng nhợt nhạt á. Hả? Cậu đang nói về cái gì thế? Đợi chút nào. Chà, đương nhiên rồi. Hồng nhạt sẽ hợp hoàn hảo ở đây mà. Làm tốt lắm quý ngài thầy bói. Để tớ xem, cho tớ xem nào. Nó nên sáng hơn và khá là rực rỡ nữa. Cậu nói sao cũng được. Tớ sẽ thêm màu vào đây và kia nữa. Trong lúc đó thì tớ đã quyết định tạo ra một đạo cụ ma thuật nữa. Đó là bức tranh năng lượng. Thật á? Thế nó làm được gì vậy? Thực hiện mong ước của những người nhìn vào đó hả? Không chỉ thế đâu. Tớ có thể làm một bức tranh cải thiện cuộc sống chỉ nhờ sự tồn tại của nó thôi á. Thú vị thế nhở? Tớ cũng muốn treo một bức như thế ở nhà nữa. Và nó được tạo ra đơn giản chỉ bởi phép thuật thôi đó. Wow, tớ đã đắm đuối nghe cậu kể chuyện mà tô sao màu siêu nhanh luôn này. Và đây là món quà cho cậu, nhưng tớ vẫn phải cảnh báo là không phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu đấy nha. Tớ e là tớ cũng không được á, trong tớ đâu có đủ phép thuật. Hả? Nhưng tớ lẽ nó nên... lẽ ra tớ không nên bỏ lỡ mấy buổi học phù thủy đó. Sammy không sao mà, tớ chỉ... tớ có thể dùng cái này cho chi tiết hoàn thiện này. Mình sẽ thêm chút điểm nhấn trang trí với màu vàng nha. Thưa quý vị, tớ xin giới thiệu chiếc hộp phép thuật. Này Siêu, đây là câu của tớ mà. Các cậu cùng xem chiếc hộp tuyệt vời này với nhau nào. Thank you.
Chưa gì tớ đã muốn xem buổi biểu diễn rồi đấy. Chào mừng đến màn trình diễn của chúng tớ. Hôm nay các cậu sẽ xem một trò vô cùng khó tin. Tớ sẽ cho các cậu xem một trò. Một đồ vật ma thuật sẽ xuất hiện trong chiếc hộp ma thuật nha. 1, 2. Wow, xem này. Với thứ này tớ sẽ có thể nhìn được tương lai nhờ. Tớ biết cách dùng rồi. Chưa, tớ cũng muốn làm nữa, dạy tớ đi. Không, chào tạm biệt mọi người trước đã nào. Các bạn ơi, đăng ký kênh bọn mình nhá. Bye bye.